Bạn đang muốn tăng kích thước vòng 1. Bạn muốn nâng nở ngực chảy xệ, làm cho ngực săn chắc, tròn trịa và to quyến rũ hơn. Vậy thì hãy đồng hành cùng Trang Trang For You. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để chúng ta kết nối cùng nhau nhé. Cùng làm ấm phần thân trên, khởi động vùng cánh tay và vùng ngực với động tác Sky Hand Raises. Chúng ta lần lượt đưa tay trái lên một nhịp, tay phải một nhịp, hai tay cùng giơ lên cao và đưa lên một nhịp. Chúng ta thực hiện động tác trong 40 giây. Năm, bốn, ba, hai, một, nghỉ lao 20 giây. Ba, hai, một, hai chân dang rộng quá vai, chúng ta ở tư thế half squat. Và khi chúng ta squat hạ phần thân dưới xuống sâu thì chúng ta sẽ kéo mạnh lực gồng chặt, siết chặt cơ ngực và kéo mạnh lực từ trên kéo xuống về phía hai bên. Thực hiện động tác trong 22 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Siết gồng chặt cơ ngực tối đa bằng cách đẩy mạnh lực hướng từ ngoài vào trong. Chúng ta sẽ ép chặt hai lòng bàn tay vào với nhau. Lưu ý giữ nhịp thở nhịp nhàng. Hít ra thở vào đều đặn. Chúng ta không nín thở trong suốt quá trình thực hiện động tác này các bạn nhé. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Arm circles, chúng ta sẽ xoay tay theo hướng hình những vòng tròn nhỏ. Động tác này không chỉ tác động vào phần mô cơ ngực mà nó còn tác dụng giúp cho chúng ta giảm mở nách và mở vùng dây áo ngực, đồng thời săn chắc thon gọn vùng bắp tay và cánh tay. Một động tác rất tốt cho phần thân trên. Chúng ta cùng thực hiện động tác trong 19 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Cùng nghỉ giải lao 20 giây nè, trước khi chúng ta chuyển động tác. Ba, hai, một. Động tác thứ 5, tay đang tay một nhịp hướng xuống và tay đang tay một nhịp hướng lên trần nhà. Lưu ý khi tay đang tay, tay chạm tay thì chúng ta sẽ siết gồng mạnh lực và đẩy mạnh lực. Đồng thời khi hạ tay xuống thì chúng ta sẽ thở ra và nhả lực. Thực hiện động tác trong 22 giây nữa. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1. Hai, một, front hand quick cross. Giờ thì chúng ta sẽ chéo tay trái một nhịp, tay phải một nhịp liên tục không ngưng nghỉ trong suốt 40 giây các bạn nhé. Một động tác tuyệt vời giúp nâng nở ngực chảy xệ và kích thích tăng trưởng cơ ngực, giúp ngực của chúng ta to hơn và nở nang hơn, đồng thời làm săn chắc, nâng đầy, căng tròn vòng một. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Giờ thì cùng ép sát hai tay vào với nhau nào. Khuỷu tay chạm nhau thì lại càng tốt hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Các bạn có cảm thấy đau thốn phần ngực không nào? Tốt lắm, tốt lắm, các bạn đang làm rất tốt. Tiếp tục nào. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Đến với động tác thứ 8 trong chuỗi bài tập ngực ngày hôm nay cùng với Trang Trang For You, chúng ta sẽ đưa thẳng hai tay về trước, hướng bàn tay thì song song với vai, và chúng ta sẽ kéo mạnh khuỷu tay trái về sau, rồi lần lượt kéo mạnh khuỷu tay phải về sau, hạ thấp tay xuống, sau đó lặp lại việc kéo khuỷu tay về sau cho tay trái và tay phải, lần lượt thực hiện động tác trong 15 giây nữa nhé. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Ở tư thế half squat, gối chúng ta hơi trùng nhẹ và chúng ta sẽ dang rộng hai chân quá vai, thực hiện động tác xoạc tay về phía hai bên. Chúng ta sẽ thực hiện động tác trong suốt 40 giây không ngừng nghỉ. Động tác này thì giúp chúng ta tác động vào vùng cánh tay, đồng thời là kích thích cơ ngực hoạt động tối đa. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Hai chân dang rộng quá vai, chúng ta một tay sẽ tựa nhẹ vào hông và tay còn lại chúng ta sẽ xoay theo hướng vòng tròn. Vòng tròn lớn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, chúng ta sẽ xoay vòng tròn liên tục trong suốt 40 giây. Sau đó chúng ta sẽ đổi bên các bạn nhé. Năm,
5, 4, 3, 2, 1. Cùng nghỉ giải lao 20 giây nào. Ba, hai, một. Giờ thì chúng ta cùng lặp lại động tác trên một lần nữa cho tay phải. Chúng ta sẽ dùng tay phải để vẽ những vòng tròn lớn từ trên xuống dưới rồi từ trái qua phải các bạn nhé. Baby, no me mientes. Tú sabes que te gusta muy caliente. Y baby, cuando bailas, porque no sabes si todo, yo me quedo callado. Baby, estoy perdido. Y eso se acabó. Y eso se acabó. Bailando por la noche. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Warm push up, một động tác Trang for you cực kỳ yêu thích vì động tác này tác động rất là mạnh vào vùng vai, lưng trên, bắp tay, cánh tay và vùng ngực, giúp cho chúng ta thon thả, săn chắc và làm khỏe phần cơ, các nhóm cơ trên phần thân trên. Một động tác cực kỳ tốt cho phần thân trên và ngực của chúng ta. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Động tác cuối cùng trong chuỗi các bài tập ngực giúp nâng nở tăng trưởng kích thước vòng 1 cùng với Trang Trang For You ngày hôm nay. Chúng ta sẽ kéo mạnh lực về phía sau cho ngực trái rồi ngực phải. Thực hiện động tác trong 27 giây nữa. Vì một bộ ngực căng tròn, săn chắc, nở nang và quyến rũ, nếu chúng ta khát khao, nếu chúng ta quyết tâm thì không việc gì chúng ta không làm được cả. Và chúng ta kiên quyết nói không với việc dừng lại hoặc bỏ cuộc các bạn nhé. Workout complete. You did a very good job. I'm so proud of you. Congratulations. See you next time. Kết thúc bài tập rồi. Các bạn tập tốt lắm. Mình rất tự hào về các bạn. Hẹn gặp lại trong các bài tập sau nhé.